sẽ không có đau đớn gì hết ha. Thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ quay vòng một chút xíu cái số lượng như vậy. Thì rất là thấp cái vùng sống mũi, đầu mũi thì to và hơi ngang, đầu mũi to hơi ngang, đầu mũi rất là to hơi ngang thấp. Tuy nhiên cái khuôn mặt của bạn thì chỉ thích hợp với những cái mũi đẹp, nhưng mà đẹp mang tính cách tự nhiên chứ không phải là cao tay ha, nên bác sĩ sẽ mổ cái mũi của bạn theo cái phương pháp hiện đại nhất hiện nay là mũi S-line cấu trúc, có nghĩa là bác sĩ sẽ lấy sụn tai và sụn vách ngang để dựng đầu mũi của bạn theo một cái kỹ thuật gây tê, là tê tại chỗ mà không phải gây mê, không phải tiền mê gì cả. Em có thấy mệt mỏi không? Thì mình sẽ mổ gây tê hoàn toàn nhé các bạn, không cần phải tiền mê hoặc là gây mê gì cả. Sẽ lấy sụn vách ngang và dựng đầu mũi của bạn, và đặc biệt những cái ca phẫu thuật của tại thẩm mỹ viện tôi thì không hề đau đớn gì cả. Ngay cả khi chích thuốc cũng không đau như vậy. Chị bắt đầu chích tê cho em thấy đau gì không? Dạ không. Bạn Kim Cương của chúng ta là đã trải qua một cái cuộc phẫu thuật nâng mũi S-line cấu trúc, có nghĩa là bác sĩ đã lấy sụn vách ngang và sụn tai để dựng đầu mũi của bạn hoàn toàn bằng sụn tự thân, nhưng mà bạn rất là tỉnh táo bình thường và em có đau không? Đau hết. Và đặc biệt các bạn thấy là trong kỹ thuật của phẫu thuật và mũi cấu trúc tại thẩm mỹ viện chúng tôi thì có những điểm khác biệt là thứ nhất là các thầy không có đau, sưng rất là ít. Chính vì sưng rất là ít nên chúng tôi không cần phải đặt ống chống lưu sau phẫu thuật. Thì các bạn đã thấy nè, hiện tại là không hề có chống lưu gì cả. Các bạn có thể quay sát cái đầu mũi của bạn, không hề phải cần đặt ống chống lưu sau phẫu thuật ha. Tại vì khi mà chúng ta đặt ống chống lưu thì nó cũng rất là việc khó cho khách hàng những ngày đầu, không cần đặt, mà không cần nha. Với cái mũi này thì chỉ khoảng 3 đến 5 ngày là khách hàng đã có một cái dáng mũi đẹp rồi, là rất nhanh rồi. Ở bạn Kim Cương thì như trước phẫu thuật thì chúng tôi đã dựng hình 3D và trao đổi với bạn, thì bạn em mong muốn một dáng mũi như thế nào? Tự nhiên. Bạn mong muốn một dáng mũi đẹp tự nhiên, và trên cái phân tích khuôn mặt của bạn thì cũng thấy rằng là cái mũi đẹp tự nhiên nó hợp khuôn mặt của bạn, cho nên là chúng tôi làm cái mũi hài hòa đẹp tự nhiên theo khuôn mặt của bạn, không làm quá cao như vậy. Và cái đầu mũi của mình chúng tôi chỉ kéo dài hài hòa thôi, không kéo quá, kéo quá nó đầu mũi nó quằn nhìn rất là xấu.